ấn đăng ký kênh để xem phim bạn nhé. Tác phẩm tiếp theo, cái này khả năng đóng. Đây là lô phôi các bạn nhé. Lô phôi. Hải Dương. Xì các bác ơi. Tác phẩm xì sụn sùn sùn luôn. Xì này nhiều xì khai thác các bạn. Hàng khai thác sụn lắm. Đây cũng tác phẩm xì. Cây xì. Xanh mang chứng thủy thì chắc là em quay rồi. Còn là những cây hoa giấy hoa diêm đấy. Đây Hải Bùi Văn, đây này có một cây chuối nữa. Anh Hải không mang con rùa đi à? Có đấy, xin đài đấy. Con đấy được mua bao nhiêu? Một em tiếp theo, một em xanh. Em sẽ lên sơ qua một số cây có tại triển lãm nhé. Thì đây vào ngày 19 tháng 5 thì em sẽ quay chi tiết từng cây một cho các bác xem. Đây là lồng vừng đang trực các bác, trực con tử mẹ rất là dài. Này đến từ Nam Định các bác nhé. Nhìn bình thường không à? Cái này ở đâu rồi? Tân Lập. Lên chậu nhìn nó khác hẳn nhỉ. Tàn răm nhìn khác hẳn luôn.
Tiền trăm thật đấy. Đã làm đến đây rồi phải là tiền trăm. Đây con sung thì đã hơn trăm. Thì đẹp cái gì? Lùn mà. Không có lùn chuyện hai răm gì nó kín kia cơ mà. Chẳng kỹ lắm, đóng cùng lắm. Sánh ra lại chết răm. Sung à? Đúng rồi. Con này nó chưa xong. Cái thiếu nước lại chứ. Đập. Cái này cũng chẳng sao bằng cái đống của sáu cây ở bách. Con ba thân đấy ba. Cái loại này cứ rụt 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 kiểu dáng Hà Nội nhỉ. Đây, thành phố à? Con chín chơi kiểu chun chun như này thì hay này. Dăm mai nó cứ lún phún lên. Con này vặn lắm. Nhưng cứ lún phún lên chứ nếu mà để nó thành vông vông vòng như kia thì nó che hết hết cốt thân đi. Cốt thân này. Thân cốt pháp là mất. Như con rùa phụ gỗ. Nó sụn hết lên, nó xẻo đủ nết, thì kín cái gì nữa. Đây đây. Thời gian nó dài. Tịt cái gì. Con đấy có rụt, con đấy có rụt nhưng mà không rụt vào con này. Con này khả năng có một cành đóng nữa nhỉ. Cành này khả năng đóng nữa nhỉ. Đây. Khả năng đóng. Con này là hàng cây chuối. Chuối rất đẹp. Okay, nuôi được mũ răm như này phải nói là quá kỹ luôn con. Chuối không? Và tác phẩm tiếp theo là một cây khế. Ghế con. Tổng khế rất đẹp, tầm chuối này. Bác này, chuối làm mịn răm rất đẹp luôn. Rất là đẹp luôn, xương răm rất đẹp luôn. Cây chuối rất cực đẹp luôn. Cây trà. Một em chuối, chuối La Mác các anh. Loại chuối. Chuối này của một bác ở dưới thành phố Thế Bình, ở Vũ Thư Thế Bình, Tân Lập. Con chuối này thì là chuối La Mác, ép giò nhỏ ra mà. Những cái tác phẩm chuối nó cũng bình thường thôi. Tác phẩm chuối này thì nó cũng thuộc dòng La Mác và ép được nhỏ răm. Trông cái này là cùng nghệ nhân các bác nhé. Hai cái này là cùng nghệ nhân. Cái này và cái này là cùng nghệ nhân. Cùng nghệ nhân. Cùng nghệ nhân là cái cây tùng. Cái gậy tùng ấy, nắn tùng. Một tác phẩm rung rành lá nhỏ. Không biết tác phẩm gì đâu ạ. Các bác có biết tác phẩm gì đâu. Một tác phẩm sung. Con này trực. Đấy, một tấn trực. Tác phẩm sung là của như là giá là chỉ 10 triệu thôi. Giao dịch 10 triệu. Sụn như này cơ. Đấy, sung có giá trị quá nhé. Không phải đơn giản đâu. Con này có người trả hơn đấy.
Vâng, em đi cái chỗ nhà hàng. Họ đổ qua đèo cây đấy. Chắc là một được cặp tác phẩm chắc rất nhiều bác biết rồi. Một em dáng làm, hai em này đi mua một cặp với nhau. Các anh nhìn là bộ rễ có chất chơi không? Có kinh khủng. Con này của một bác ở Đôn Tăng Bảo. Cặp này lâu lắm mới ra thị triển lãm này. Rất đơn giản, loại nghệ thuật. Nói chung là như mấy cây này thì không đáng tiền. Tức là nhìn cũng rất là quen mắt rồi. Em quay sơ qua. Như em này một dáng làng ba vai. Được bố rễ đẹp quá nhá. Rất chi là đẹp. Một em dáng lão. Xanh cổ Vũ Phúc, dòng dáng làng các bác nhé. Để mà uốn được một cái tác phẩm như thế này mà để đưa đi triển lãm như thế này thì khi đi thì các bác kiểm tra rất là kỹ rồi các bác. Nên là bông tán rất là đẹp và mịn. Kiến Xương, Thái Bình. Một con gậy, thằng em. Rất xinh. Chụp hình rất đẹp các bạn nhé. Con này cũng thằng em trai mình bấm các bạn. Đây, em trai mình bấm con này của anh Năm. Đây là một số tác phẩm si. Si và một tác phẩm rưỡi dáng Nguyền. Chắc là chỗ này là một cặp. Rất đơn điệu không các bác? Thì rất điệu.